Đây anh em thấy xe đẹp không? Thì bây giờ cái anh khách á, ảnh cọc xe mình đó, ảnh cọc xe mình mà bây giờ anh chả biết lựa xe nào luôn đó, cọc trước rồi nhà mình ưu tiên á, đúng không? Khó quá. Rồi phải là đúng rồi anh, ưu tiên anh em cọc xe rồi đó, phải có quyền ưu tiên với em đúng không? Vậy ưu tiên quá cũng khổ lắm, khó lựa đó. Bây giờ quay xe cho anh em xem nè, hai chiếc đó, 10 phân vẹn 10. Suy nghĩ nãy giờ chắc được nhiêu phút rồi ta, nhiêu phút rồi không, 20 phút rồi ta. Thì coi cho đã đi, thì đó, anh em tin tưởng tới đây coi cho đã, xe anh test hết rồi không còn cái gì mà để phàn nàn hết. Anh em xem nè, đúng không? Thì mấy anh em có mua xe thì cứ liên hệ inbox Zalo cho Minh rảnh thì Minh sẽ trả lời. Chứ thấy em thấy qua đây em thấy cũng anh bận tối ngày không? Đó thì chịu khó một xíu, anh mà rảnh là anh tiếp hết. Suy nghĩ đi. Xe rồi anh em, đẹp không? Giờ xin ông Địa kìa. Ông Địa giờ chọn xe nào? Không 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 em, nó đạp màu đen xanh thì xe nó có màu đen là được rồi, đúng không? À, nó không liên quan gì, trong giấy tờ nó có màu đen là được. Chừng nào mà em dán 7 màu, nhiều khi em dán như vậy nè, nhiều màu quá, có mấy nó cũng không bắt đâu, trừ khi em chạy láo cá mới bắt em thôi. Nè, cà vẹt đen xanh, có đen với xanh là được rồi, màu trắng là màu mấy mười mấy phần trăm còn lại mà, không sao. Với lại thấy không, chủ này rất là kỹ, nó dán tem chùm nhưng mà nó vẫn ghi nhãn hiệu rồi 15 rồi, thấy không? Kỹ không? Xe đẹp. Nãy giờ anh quay clip là 3 phút, đã suy nghĩ 3 phút trôi qua. 3 phút trôi qua. Bây giờ đi mấy vòng rồi đó. Ừ, thì coi suy nghĩ cho kỹ đi. Mình mua xe mà biết vậy, nãy phải đem chiếc này đi cấp thôi. Đúng rồi, đem chiếc này đi giấu đi, giấu là được rồi. Ừ, coi cho đã đi, chiếc nào máy móc cũng ok hết, xe lướt không mà. Ngắm từ phía sau tới nè anh em. Sao? Chiếc này ha. Rồi ok. Chiếc này. Chị nghĩ kỹ chưa? Chiếc này. À, không, nhưng mà anh thấy xe này có bô độ là ngon. Không, chiếc này. Bô không thấy độ nữa. Bây giờ lấy luôn hay là mai lấy? Ờ, ngày mai em đi làm rồi chắc lấy luôn chứ mà chị. Thì bây giờ lấy luôn rồi mai bữa nào qua ký giấy. Anh sẽ đưa cho em giữ bộ hồ sơ. Anh không giữ, hiểu không? Em giữ bộ sơ, chừng nào ký thì em đem bộ sơ với lại cà vẹt chứng minh của em lên rồi anh ký cho là xong. Chạy từ Củ Chi lên đây à? Đúng rồi, Củ Chi lên đây. Quyết định lại cái này, ok. Còn cái việc bô á, vài bữa anh kiếm cho anh cây, có không? Có, anh nhắn cho, kiếm cho cây bô. Rồi chốt chiếc này, ok. Chờ anh xíu, anh chờ lính về rồi chỉ dắt xe xuống, nó đang chạy theo anh về sau. Rồi, thì anh em nha, anh đã chốt chiếc trắng này. Thì ví dụ như anh em thì anh em sẽ chốt chiếc nào? Bây giờ tới anh em xem kênh YouTube nè, anh em sẽ chốt chiếc nào?
chiếc trắng hay chiếc xanh đó. Thì mấy cái dòng xe nhỏ này á, mấy anh em đã cọc mình trước rồi, cho nên á, cho nên mình không có đăng clip để bán xe đó. Kể cả dòng 250 luôn cũng có một số anh em qua cọc mình rồi đó. Còn mấy cái dòng mà Z8 này nè cũng có một số anh em. Những dòng lạ thì mấy anh em mình quay clip cho mấy anh em coi thôi, còn mấy dòng này đa số là mấy anh em cọc hết trơn đó. Rồi quyết định cuối cùng, sự lựa chọn cuối cùng là với xe trắng. Đúng rồi. Idol mặc áo trắng đi xe trắng đúng không? Lấy giờ trời mưa nữa, lấy cái nữa nó thành đồ nâu luôn, đồ xe nâu luôn. Rồi ok, vậy sự lựa chọn cuối cùng là chiếc trắng đúng không? Ok nha. Con này là mà con này nè là ông ba cọc cho đứa con tặng sinh nhật. Con này ABS. Con này thằng em của anh nó cọc trước rồi, cọc trước. Còn con này là em cọc trước cho nên anh cho lựa. Rồi tới em xong rồi sẽ tới bạn sau. Đó. Ví dụ sau này em đi á, mà em bán được á, ví dụ em bán cho bạn bè của em thì em ký thẳng mua bán luôn, đúng không? Ký cho bạn mà em cứ cái tập hồ sơ đó em cứ giữ kỹ, cứ giữ kỹ đó, thì em ký thẳng bạn em. Còn em không có biết chỗ bán thì quay lại anh đó, anh coi trừ chi phí hao hụt, em chạy xe sau đó em chở bạn gái yên bị lủng thì đó anh sẽ trừ ra. Ok không? Rồi đó, vậy đó, ở đây hỗ trợ anh em hết rồi, xong rồi chờ xíu mấy anh em nó về rồi nó dắt xe ra. Đó, quá đẹp. Con xanh đẹp hơn. Thôi, con trắng rồi. Anh thấy xanh đẹp hơn, con trắng về là em phải lên bô độ nè. Rồi lên nữa, con này nó có đầy đủ. Con này có hai chìa khóa nữa. Nó giỡn nhé, con kia có hai chìa khóa mà anh chờ chủ xe gửi lên cho anh. Con này có hai chìa khóa mà. Không, tại lúc đầu là khá phân vân, là tại vì cái con này là nó đã có sẵn hết rồi. Mình về mình khỏi phải đi độ lại. Nó đỡ mất công mình. Mà nói chung em bỏ mấy triệu ra em độ thì cũng giống con này thôi. Vậy thôi con trắng ha. Giờ test dòng đi. Giờ mới để bảng số đẹp đó nha. 83885 86B6 83885. Rồi giọt dòng đi. Nè anh cho cặp bao tay nè. Tại cái bọc á tụi nó lấy hết trơn rồi. Đeo này đỡ về giặt nha, tại anh để ngoài nó bụi á. Bao tay màu xanh, xe màu xanh luôn á. Để anh đặt thêm một lô bao tay mới về cho mấy anh em. Ủa, cái nút này là gì vậy? Cái này là dạng như bắt. Cái này gọi là đèn ưu tiên đó, em mở lên cái là ưu tiên, bốn bóng đều nháy. Thấy không? Là bốn bánh nó đều, bốn bóng nó đều nháy luôn. Đèn đó khi em đậu xe lại một chỗ á, em đậu xe trên lề á thì em bật cái đèn này lên cho tao biết là xe em đang dừng đó. Rồi thử vòng đi. Đẹp không? Màu trắng mang đến đẹp không? Rồi chưa biết chạy nữa rồi. Sao vậy? Sao không chịu kéo gì hết vậy? Tết xe mà bê đê quá à. Em chạy chú que. Ok chưa? Tung tay lâu rồi nhưng mà lên phía này cái cách ngồi nó khác á. Anh cũng mới đổi cái logo mới. Đó, logo này thấy nó hiền hơn. Đó. Nó dán lên xe nhìn nó ăn khớp hơn. Rồi. Điều đó hơn. Rồi. Xong. Xong rồi đúng không anh? Ừ, còn gì nữa đâu? Hay là muốn đổi xe kia? Thôi, xe này. Hay là muốn đổi xe kia luôn lý. Cái bên này là xăng đúng không? Cái này là còn một cục đúng không? Còn một cục nè. Rồi để em biết em chạy ra cây xăng. Rồi. Xe này tiết kiệm xăng lắm nha. Dạ. Rồi. Thì sao? Xong hết rồi. Xong rồi đó. Ừ. Dạ. Bao tay anh gửi cho bạn em rồi đó. Em đi luôn anh. Bye bye. Rồi bye bye. Thứ tư gặp. Lên thì nhắn tin anh trước. Có cây xăng ngoài không? Cây xăng thẳng đây nè, có cây xăng ở đây. Rồi bye bye. Mấy bạn đêm nhìn lên đây đẹp quá anh em ha. Bạn đêm nhìn đây đẹp quá. Chưa có sắp xếp xe đồ lại hết, chưa có làm gọn xe lại.
còn bừa bãi quá. Tuyệt vời luôn. À, giao mớ xe ra chở sạch đi, chở rộng rãi đi, hiện tại nó hơi chật. À, rồi anh em, vậy là xong rồi, anh em mà có xe đẹp, xe ngon chạy rồi đó. Bên mình là phân khối lớn, phân khối nhỏ gì cũng có hết. Quan trọng là anh em muốn xe gì thôi, phân khối lớn, phân khối nhỏ là có hết. Rồi, vậy nha, bye bye anh em. Đuối lắm rồi. Sao dạo này anh em có sở thích nó kỳ lạ hả? Đúng không anh em? Dạo này mấy anh em có sở thích kỳ lạ, toàn là lấy xe ban đêm không à. Mà ban đêm không có ai phụ đó, có mình Minh thôi á. Ban đêm là chỉ có một mình Duy Minh thôi á, mình làm hết luôn á, không có ai hỗ trợ hết. Lấy ban đêm không? Có mình cũng bum nè. Có mình cuốn con rất nài nè, bum. Ở đây coi. Nó cũng là người coi nhà đó, ai vô nó cũng sức hết á. Đó bum. Nói gì? Vô. Idol cuốn con rất nài. Phải bấm cửa xuống nữa. Con mình hay anh em?